Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng công an tỉnh tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ này. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian nghỉ lễ từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm kế hoạch đã đề ra nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trong dịp nghỉ lễ năm nay thì lưu lượng của người về nghỉ lễ từ đi lao động từ các tỉnh ngoài về tại địa bàn thì rất đông, cho nên là tình hình giao thông, tham gia giao thông trên đường thì tăng và diễn biến phức tạp. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Công an tỉnh huy động 100% lực lượng cảnh sát giao thông cùng các phương tiện thiết bị thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ. 2 ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí gần 90 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ, xử phạt 187 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Hiện tại mình có đủ nguồn trong người, luật giao thông thì cũng đúng, rồi mình sai. Và sau cái lần này thì mình có rút ra được cái bài học gì cho bản thân không? Có. Mình nói. Để rút ra bài học đã lái xe không uống rượu bia, có nồng độ cồn trong người không được chạy xe. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an các cấp, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, không để bị động trước mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân yên tâm vui chơi, an toàn trong dịp nghỉ lễ năm nay.